Chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu về câu lệnh if và else. Thì if và else thì đó là nó hoạt động dựa vào cái điều kiện ở đây. Và cái điều kiện này có thể là một câu lệnh và nó được tính toán và để cho ra kết quả. Nếu mà nó bằng không thì là sai, còn nếu mà nó khác không thì sẽ là đúng. Là gì? Nếu mà điều kiện bằng không thì nó sẽ là sai. Hoặc là nếu nó khác không thì nó sẽ cho kết quả đúng. Và để chứng minh cái điều đó thì mình sẽ xét một cái ví dụ như sau. Ở đây mình đã viết sẵn một cái đoạn code đó. Được. Đây mình khởi tạo cái điều kiện ban đầu sẽ nó là kiểu nguyên và bằng 2, và mình cho nó bé hơn 1, và sau đó in ra cái kết quả của cái điều kiện này. Đấy. Mình sẽ chạy cho các bạn xem ạ. Như vậy hai bé một là sai. Đấy, thì ở đây cái hàm điều print này nó sẽ in cái điều kiện này ra là nó sẽ ra kết quả là không. Đấy, tức là sai. Còn ở đây nếu ta xuất lại đây là 2 lớn hơn 1 thì kết quả sẽ như nào? Đấy, đấy thì nó cái điều kiện nó sẽ bằng 1. À, đấy là cái giải thích về cái biểu thức cái điều kiện ạ. Đấy, giải thích về cái điều kiện ạ. Của cái lệnh if ạ. Ở trong ngôn ngữ C cũng như một số cái ngôn ngữ tương tự thì cái biểu thức điều kiện này thì nó cũng như nhau. Tiếp theo là cái ví dụ để chúng ta hiểu rõ thêm về cái lệnh if và else. Ở đây mình xét đến một cái ví dụ rất là đơn giản và thực tế. Thì nếu như chúng ta vào một cái quán bar nào đó hoặc là vào một cái cửa hàng để mua cái gì đấy thì nếu chúng ta không có tiền thì sẽ không, tất nhiên là sẽ không mua được. Đấy, ra như vậy thôi. Còn nếu có tiền thì sẽ mua được. Đấy. Ở đây mình khởi tạo giá trị ban đầu cho nó là bằng số tiền sẽ bằng 1. Đấy. Và ở trong cái lệnh if này là cái điều kiện của nó là nếu cái số tiền nó mà khác không thì nó sẽ in ra cái kết quả là mua được. Đấy. Và cái dấu chấm bằng này tức là ký hiệu là khác ạ. Đấy. Nó có nghĩa là ký tự khác đấy. Và chúng ta sẽ cùng build cái chương trình này. Đấy, thì nó in ra là mua được. Đây, ở đây mình cho số tiền bằng 1 thì nó in ra là mua được. Đấy. Bây giờ mình cho là 0. Đấy.
đấy thì nó sẽ không in ra cái gì cả, mà để in ra cái giá trị của nó, khi giá trị của cái ít này khi cái số tiền này bằng không, thì mình lúc đó mình sẽ sử dụng thêm một cái L nữa. Đấy, L L tức là gì? L tức là cái trường hợp mà ngược lại hoặc là còn lại so với cái trường hợp khác không này. Đấy. Vậy thì trường hợp ngược lại với trường hợp khác không này là chính là trường hợp là mà nó sẽ bằng không. Đấy. Tức là khi cái biểu thức ở bên trên này nó khác không, biểu thức ở x khác không, thì bên dưới cái L này chính là cái mà cái số tiền này thì nó sẽ bằng không. Đấy. Khi nó bằng không thì nó sẽ thực hiện cái câu lệnh gì? Thì ở đây thì mình sẽ in ra màn hình cái câu lệnh là không mua được. Đấy. Đây. Sau mình sẽ chạy cho các bạn xem. Đấy. Ở đây số tiền bằng 1 đúng. Một bằng 1 thì nó khác không thì nó sẽ in ra là mua được. Còn bây giờ mình thay đây là không, số tiền bằng không đấy. Tức là không không có gì. Không có tiền nữa. Đấy thì nó sẽ in ra là không mua được. Đấy. Vì đây là một cái cấu trúc cơ bản của một cái hàm if else. Đấy. Của câu lệnh if else. Và nếu vì đây là một trong trong cái các câu lệnh ở trong cái if này, thì ở đây chỉ có một câu lệnh, một hàng lệnh thôi, thì mình cũng không cần phải tạo khối lệnh cho nó. Nếu trường hợp các câu lệnh ở trong cái if này nhiều thì bạn có thể đặt cái khối lệnh cho nó. Đấy. Tức là đặt dấu móc này đấy. Móc nhọn này, đấy. Đặt cái dấu móc nhọn cho nó, nhìn cho nó đẹp và dễ nhìn. Tương tự như cái L ở bên dưới đấy, nhưng với trường hợp chỉ có một hàng như này thì cũng không cần thiết. Đấy, thì đấy là một số cái giới thiệu về câu lệnh if else. Và tóm lại một điều rằng là với cái câu lệnh if else này thì các bạn cần quan tâm đến cái điều kiện này. Đấy. Thì C thì nó sẽ kiểm tra cái giá trị bên trong giữa hai cái dấu móc này, giữa hai cái móc tròn này. Đấy. Nó kiểm tra cái điều kiện bên trong cái này, trong hai dấu móc này, nó sẽ trả về giá trị không thì đó là sai, và khác không thì nó sẽ ra đúng. Đấy. Như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.